University at CG, Architecture and Computer Graphic Training. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ đến phần nét khuất và nét thấy ở trong bài. Cái phần nét thấy của chúng ta, nét khuất nét thấy bao gồm phần cầu thang ở đây, được chưa? Cầu thang ở đây. Đấy, phần bị ẩn là nét khuất. Còn là các cái phần ví dụ như là bàn, cái mặt bàn ở chỗ kệ bếp ở đây, chúng ta sẽ để là nét thấy này. Đấy. Chỗ này có thể là chúng ta sẽ để một số cái gờ cửa, chúng ta để là nét thấy ở đây, được chưa? Cái gờ cửa này. Hay là các cái phần ví dụ như gờ cửa ở đây, chúng ta nếu mà cái cốt cao độ nó thể hiện xuống, chúng ta sẽ vẽ ở đây nét thấy, được chưa? Hoặc là bạn có thể để chung là nét nét cửa. Thông thường chúng ta sẽ để một cái nét thấy ở đây, hai nét thấy ở đây. Rồi, và các cái phần ví dụ như là bệ tiểu cảnh đây, nó cũng là kết cấu của công trình, nhưng mà tuy nhiên thì nó phần thấp hơn cái mặt cắt nữa, thì chúng ta sẽ để nét thấy, nét khuất với nét thấy. Phần gờ vệ sinh chúng ta cũng sẽ vẽ nét thấy ở đây. Đó, tổng quan là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng triển khai đến phần nét thấy công trình. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ lên phần cầu thang trước nhé, tập trung phần cầu thang trước này. Cầu thang của chúng ta, bạn thấy là nó chia thành hai phần là phần nét thấy và phần nét khuất. Vẽ ông nét nét thấy trước đi. Ở đây chúng ta vẽ lên trên là bao nhiêu, cao đến mép ông này và chiều to thì nó to bằng cái tường. Thế bây giờ chúng ta sẽ tap sang. Như vẽ, các bạn vẽ lại x line, vẽ sang nét thấy. Ok ạ, x line. X-line để chúng ta vẽ được một cái đường dòng như này. Để sau đó chúng ta gì? Vẽ lên trên này, được chưa? Dòng lên đây. Đấy, rất là hay, cái đời cao nó tính năng rất là hay. Đó, chúng ta xóa đi. Tiếp theo đến sang bên này là độ rộng là bao nhiêu? Chỗ này mình áng chừng tầm khoảng 1000 nhá. Cái độ rộng của cái phần bậc thang này thì mình sẽ để khoảng 1000, các bạn sẽ vẽ đây line sang này. Đấy, 1000. Có thể là chẵn lẻ, nhưng ở đây mình sẽ lấy số chẵn để cho nó làm việc cho nó được thuận lợi hơn. Đấy, 1000 nó ra cái mép này. 1000 ra cái mép này. Đó. Ở đây các bạn có thể đánh số bậc, thì cái bậc chúng ta để khoảng tầm 300 đi. 250 khoảng 300. Ở đây 1 2 3 4 5 6 7 bậc đúng không ạ? 7 bậc chúng ta sẽ để khoảng bao nhiêu? Thường là offset tầm khoảng 300 xem nó vừa. 300 có vẻ lớn quá, bậc này một chắc khoảng tầm 250. Đấy, mình sẽ offset xuống đây 1 2 3 4 5 6, đúng không ạ? 7 ông này thì nó đang bị âm, chắc là do mình chặn cái căn ông này là 3000 nên nó bị âm như thế này. Không sao, chúng ta có cách khác, chúng ta sẽ chia đoạn đi. Đấy, các bạn sẽ vẽ đây là khoảng 1000. Đấy, các bạn sẽ cái phần này các bạn sẽ explode nó ra. Yeah, thì chúng ta sẽ có được một cái đường đơn đây. Bây giờ các bạn dùng lệnh divide. Divide. Nó chọn vào đây và chọn nó số đoạn cần chia là 7. Đấy. Gọi lệnh ddvtype. Ddvtype để thay đổi kiểu điểm đi. Những lệnh này các bạn đã được học ở đầu rồi đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ copy xuống. Copy vào này. 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Auto đẹp. Tiếp theo đến là bạn sẽ vẽ một đường line vào đây. Các cái lệnh mà mình đang gõ là 11 các thứ này mình đã đổi lệnh tắt rồi nhé. Các bạn gõ lệnh line hoặc là pline như bình thường. À, ở đây chúng ta sẽ có vẽ một cái đường vào đây. Vào đây bao nhiêu? Offset xuống tầm khoảng 50. Offset vào 50, 50. Offset vào 50. Cái đầu này các bạn sẽ kéo vào đây. Đấy, trim đi. Chúng ta sẽ thu được cái này. Ở đây đầu này kéo xuống góc này để chúng ta tạo một cái bậc xoay lên. Ok, bây giờ các công việc của chúng ta là vẽ cái phần đầu cột ở đây, là trụ cột đây. Vẽ một đường tròn vào cung A. Cái này rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Vẽ anh chừng nó đây. A, C. Nó tầm khoảng bậc này vẽ vào đây. Đó, như vậy là đẹp rồi. Rim cái phần bên trong này đi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp cái phần nét khuất, được chưa? Nét thấy và nét khuất ở đây các bạn sẽ vẽ đường line, đường chéo này. Đấy, thì để vẽ được cái đường cái ký hiệu này, ký hiệu phần cắt ở đây thì chúng ta sẽ vẽ bằng lệnh, nó là các bạn sẽ vào có lệnh là break line, break cut này.
line nhá, break line. Tại đây bạn sổ phím xuống có thấy phần size không? Đấy, phần size thì cái lo chính là cái phần ký hiệu của cái này này. Đấy, kích thước cái này bao nhiêu thì ở đây các bạn sẽ nhập khoảng tầm 100 nhá, nhập vào đây. Theo khi chọn size bạn nhập vào 100. Đấy, sau nó bắt đầu điểm nào? Đấy, từ cái phần bậc thứ hai cho đến bậc thứ ba này đúng không ạ? Đây bậc thứ hai đây. Kéo lên bậc số 3. Đấy. Sau khi kéo được điểm này rồi bạn sẽ đặt và chọn vào cái vị trí của cái ký hiệu mặt cắt là ở đâu đúng không ạ? Bạn chọn vào giữa này thì nó sẽ ra ra này. Ở tại đây các bạn sẽ chọn là gì? Các bạn sẽ copy nhân đôi lên. Đấy, chúng ta sẽ có được ký hiệu mặt cắt này. Đấy, tiếp theo đến phần nét đứt này đúng không ạ? Thì ta phải chim cắt bỏ đôi này phần này đi, ta mới có được phần nét đứt này. Thì để có thể cắt bỏ, cắt rời cái đoạn này ra, chúng ta có cái lệnh này thì BR này, break, nó tích một điểm và tích vào điểm đó. Nhắc lại lệnh tích một điểm và tích vào đúng cái điểm đó thì nó sẽ cắt đôi, bẻ đôi cái đường này ra. Các bạn thấy hay không ạ? Lập tức nó bẻ đôi luôn. Đoạn này cũng thế này, BR và gì? Tích một cái vào đây, vậy nó cắt đôi ra. À, có phải chúng ta có cái phần này bị đứt đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ gì? Quét chọn không này. Thì bây giờ nó đang ở nét thấy đúng không ạ? Thì ta ra sổ xuống và gán vào nét khuất. Thì lập tức nó khuất luôn. Đấy, bạn nào mà cái phần này mà nó co dạng nó trợ lý, bạn đã quét chọn qua tất cả ông nét khuất này nhé. Và mở phím Ctrl 1 này, hoặc là phím gọi là CH, lệnh là CH gõ ra được cái bảng này. Đấy, chúng ta lại quét chọn qua phần nét này và chúng ta gõ tầm khoảng bao nhiêu? 50 chẳng hạn nhé. 50 co này thì nó lại đang bị nhỏ quá, bạn để 100. Thế hợp lý không? Tức là khi bạn zoom ở mức này, bản vẽ mức này bạn nhìn thấy nó hợp lý là ok. Vậy là xong cái phần cầu thang. Tiếp theo đến phần nét thấy là ở đâu? Là ở phần này đúng không? Phần này các bạn sẽ kéo đây một cái tủ lạnh 4m2. 4m2 thì các bạn sẽ để tầm rectangle ra. Mình sẽ vẽ cái bàn này trước nha. Đây, cái bàn này độ rộng của cái bàn này là khoảng bao nhiêu? Chúng ta sẽ vẽ là khoảng tầm khoảng 500 nhỉ? 500 mà kéo đây khoảng tầm khoảng 3m 3m3 nhỉ? Các bạn sẽ vẽ rectangle này 3300, vẽ chẵn đi 500 vào đây. Và đây các bạn sẽ move vào trong này, move vào góc này. Chúng ta đã được cái bàn rồi nhỉ? Cái phần tủ lạnh các bạn sẽ để là nội thất nhé. Cái nét này các bạn để nội thất, chứ còn cái bàn này thì chúng ta sẽ đặt để nó thấy. Nét thấy ở đây những cái bồn hoa này, chậu hoa này đúng không ạ? Chậu hoa này vẽ sang đây là bao nhiêu? Ok là 790 nhân với 110 này. Rectangle ở đây là 790 cộng 110 nó sẽ khoảng tầm ở 900 nhỉ? Ngang là 900. Cái chiều thẳng đứng này là bao nhiêu ạ? 1580 đúng không ạ? Cộng 110 là 1690 nhỉ? 1690. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ là rectangle 900, tab sang là 1690. Đấy, chúng ta sẽ move vào trong này. Đấy, vậy ta được cái bộ đá. Offset vào trong là bao nhiêu? Offset vào trong là 50, xong lại là 110. Offset hai lần, offset là 50, 110. Xóa bỏ cái phần kia đi, chúng ta sẽ gì? Explode được nhỉ? Và chọn hàng này xóa đi, chọn này xóa đi. Để phóng lớn lúc này các bạn sẽ dùng lệnh là EX này, cách này, chọn điểm này cách phát nữa này, và phóng hàng này đến, nhỉ? Phóng hàng này đến. Đấy, lệnh stretch, lệnh extend. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thiện được xong phần nét thấy này nhỉ? Đã đỡ phần cửa, ví dụ cửa vệ sinh thì chúng ta sẽ bổ sung phần nét thấy sau, tại vì chúng ta chưa đục cửa mà. Thì đây là một hai cái tiểu tiết chúng ta có thể là làm sau. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần nét thấy, nét khuất ở trong bài.